liên quan đến người thu nhập thấp, hay còn gọi là thị trường đáy kim tự tháp, chiếm phần lớn nhu cầu tiêu dùng với thị phần và giá trị đáng kể nhưng chưa được đánh giá đúng mức. Mô hình doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến người thu nhập thấp là chìa khóa để khám phá thị trường mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần chấm dứt đói nghèo bằng cách thu hút người thu nhập thấp tham gia với vai trò là người tiêu dùng, nhà phân phối, nhà sản xuất hoặc nhà sáng tạo. Để tạo ra một doanh nghiệp vững mạnh, các chủ doanh nghiệp không chỉ hướng tới người thu nhập thấp với vai trò là khách hàng mà còn cần liên kết họ vào những phần khác nhau trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Người doanh nhân này muốn khởi nghiệp với mô hình kinh doanh liên quan tới người thu nhập thấp, cô ấy cần gì? Nghiên cứu thị trường và sự thấu hiểu khách hàng thu nhập thấp để xác định thị trường mục tiêu. Phát triển thành công các quan hệ đối tác kinh doanh để đảm bảo đầu ra của sản phẩm và dịch vụ. Các chuyên gia tư vấn để giúp cô ấy hình thành mô hình kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh với những dự toán khả thi về tài chính, cũng như các vấn đề về cấu trúc pháp lý. Và quan trọng không kém các việc vừa nêu trên, cô ấy cần các nguồn tài chính hỗ trợ để bắt đầu kinh doanh, mở rộng và tăng trưởng hơn nữa. Chương trình thúc đẩy doanh nghiệp cung cấp một dịch vụ trọn gói nhằm kết nối các doanh nghiệp với những nguồn lực tài chính và nhân sự mà họ đang tìm kiếm. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói cho các hoạt động khởi nghiệp, ươm tạo, triển khai thực hiện dự án, kêu gọi đầu tư và điều phối hệ sinh thái doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn kinh doanh tại chỗ bao gồm nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh và thành lập doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng nền tảng trực tuyến kết nối các doanh nhân, các cố vấn kinh doanh, các nhà đầu tư và các cá nhân sáng tạo trên khắp thế giới. Mạng lưới các nhà đầu tư đang tìm kiếm những doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến người nghèo. Mạng lưới toàn cầu cung cấp thông tin chuyên biệt về thị trường và bộ công cụ hiện đại chuyên sử dụng cho các mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp. Hãy tham gia chương trình thúc đẩy doanh nghiệp IBA. Truy cập và đăng ký tại www.iba.ventures.